Kỳ bí chuyện 25 binh sĩ xuất hiện sau 46 năm mất tích nhưng không hề ra đi. 25 binh sĩ và sĩ quan Mỹ mất tích trên biển đột nhiên trở về sau 46 năm khiến cả thế giới ngỡ ngàng và không thể lý giải được vì ngoại hình không hề có chút gì thay đổi. Theo ghi chép của Hải quân Mỹ, vào Thế chiến thứ hai, trong chiến dịch Thái Bình Dương năm 1945, chiến hạm mang tên Indianapolis của Mỹ bị tàu ngầm của Nhật mang số hiệu I-58 đánh chìm. Trên tàu lúc đó có tới 1.196 người và chỉ có 316 người sống sót. Khi đó, Hải quân Mỹ đã nhận được tín hiệu cứu viện từ 25 binh lính. Vì tàu sắp chìm nên các binh sĩ đã rời khỏi chiến hạm bằng thuyền cứu hộ. Sau khi nhận được thông tin, Hải quân Mỹ cho người tìm kiếm nhiều ngày trên biển, nhưng không cách nào tìm thấy 25 quân nhân kia Cuối cùng, nhà chức trách đành phải tuyên bố họ đã bị trồn vùi dưới biển. Đột nhiên, vào một ngày tháng 7 năm 1991, một đội thuyền đánh cá của Philippines trên hải phận CB phía nam quần đảo Philippines phát hiện một chiếc thuyền cứu sinh. Trên thuyền có 25 binh lính có biểu hiện sợ hãi và mệt mỏi. Họ nói rằng họ là những binh sĩ trên chiến hạm Indianapolis, nhưng chồng họ vẫn còn trẻ và dường như không bị giả nua theo thời gian. Phát hiện này làm cho các nhà chức trách Mỹ vô cùng kinh ngạc và bối rối. Vì 46 năm kể từ khi chiến hạm Indianapolis bị đánh chìm mà những người lính này không hề thay đổi so với trước kia, thậm chí cả dâu, tóc cũng không giải thêm chút nào. Những người trên thuyền khẳng định họ chỉ lênh đênh trên biển một ngày một đêm. 46 năm như một ngày, tại sao lại có thể như thế? Để giải thích về điều này, nhà thiên phân học, tiến sĩ Sam Messi tin rằng họ có thể bị rơi vào một đường hầm không gian và trở lại thế giới sau nhiều thập kỷ. Nói về sự cố tương tự như 25 binh lính Mỹ ở trên thì trong lịch sử không phải là hiếm. Thuyền trưởng tàu Titanic xuất hiện sau gần 80 năm mất tích. Ngày 14 tháng 4 năm 1912, con tàu Titanic nổi tiếng trong chuyến đi đầu tiên đã gặp tai nạn do va phải băng, khiến 1.500 người mất tích. Mọi chuyện không có gì đặc biệt cho đến ngày 9 tháng 8 năm 1991, một tổ khảo sát khoa học Hải dương trong khi khảo sát tại khu vực phía Tây Nam, cách núi băng Bắc Đại Tây Dương khoảng 387 km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Người này tự xưng là Smith, thuyền trưởng của tàu Titanic. Điều ông nói rất khó để người ta tin tưởng, vì tính đến thời điểm đó, nếu như thuyền trưởng Smith còn sống thì đã 140 tuổi rồi, nhưng ông cứ một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15 tháng 9 năm 1912, nên sau khi được cứu Ông bị đưa đến viện tâm thần Oslo, Na Uy để chữa trị. Nhà tâm lý học Jane Haland đã đến gặp người đàn ông này trong bệnh viện và tiến hành hàng loạt thử nghiệm, kết quả là người này hoàn toàn bình thường. Ngày 18 tháng 9 năm 1991, trong một đoạn tin vắn, Haland khẳng định người được cứu đích xác là thuyền trưởng Smith vì ngay cả việc đối chiếu vân tay cũng đã cho thấy điều đó. Nhà hải dương học nổi tiếng, Tiến sĩ Mauren Inderland, sau khi cứu được Smith đã phát biểu trước báo chí rằng không thể có sự việc nào đáng kinh ngạc hơn, người đàn ông này không thể là tên lừa đảo, ông ta đích thực là thuyền trưởng của con tàu Titanic. Người đàn ông đi xuyên thời gian 74 năm. Năm 1950, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ăn mặc theo phong cách cuối thế kỷ 19, đột nhiên xuất hiện giữa đường phố tại quảng trường thời đại New York. Điều này khiến nhiều người trên phố hiếu kỳ, các nhân chứng cho hay, người đàn ông đó giật mình, biểu hiện hoang mang và một vài phút sau đã gặp tai nạn ô tô dẫn đến tử vong. Khi khám nghiệm thử thi, từ trong trang phục người đàn ông này, họ phát hiện tấm thẻ đồng mang tên một quán rượu lạ, 70 USD tiền cũ, tấm danh thiếp mang tên Ruford Friend có địa chỉ tại đại lộ 6, một lá thư được viết từ tháng 6 năm 1876. Căn cứ vào đó, cảnh sát tìm ra người con dâu của Ruford Friend hiện đang sống tại Florida, Mỹ. Bà từng nghe chồng mình kể rằng cha chồng đã mất tích một cách bí ẩn vào năm 1876, khi đó ông mới 29 tuổi. Để lý giải về những hiện tượng này, các chuyên gia đã đưa ra nhiều giả thuyết, nhưng trong đó, giả thuyết dễ hiểu nhất chính là lỗ hỏng thời gian, là hiện tượng tồn tại khách quan trong thế giới vật chất, không nhìn thấy và cũng không thể sở thấy. Đối với thế giới vật chất mà con người đang tồn tại, nó vừa đóng lại vừa mở. Thỉnh thoảng khi nó mở ra một lần, sẽ có hiện tượng mất tích, mở thêm một lần nữa, người mất tích tái hiện. <laughs>